Chiều ngày 31 tháng 12, Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ tổ chức lễ thông xe cầu Quang Trung thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Dự án 3, lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và một số sở ban ngành thành phố đến dự lễ thông xe. Công trình cầu Quang Trung bắc qua sông Cần Thơ, giá trị gói thầu hơn 218 tỷ đồng. Công trình cầu Quang Trung là công trình cầu đường bộ trong đô thị cấp 2 có tổng chiều dài 869 m. Theo đó, xây dựng mới đơn nguyên 2 có chiều dài cầu 482 m, mặt cầu rộng 11 m, đồng thời cải tạo cầu cũ đơn nguyên 1 đồng bộ với cầu mới. Khoảng cách giữa cầu cũ và cầu mới là 3 m. Ngoài ra, cầu Quang Trung còn có kết cấu vòm thép đặt ở khoảng giữa hai đơn nguyên theo chiều dọc cầu, gồm 5 nhịp vòm tạo cảnh quan cầu đẹp hiện đại. Phát biểu tại lễ thông xe, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, cuối tháng 11 năm 2017, thành phố đã cho khởi công xây dựng cầu Quang Trung đơn nguyên 2, nằm song song với cầu Quang Trung hiện hữu. Đầu năm 2020, cầu Quang Trung đơn nguyên 2 chính thức thông xe trong niềm hân hoan của người dân thành phố. Sau gần một năm khẩn trương triển khai thi công nâng cấp, đơn nguyên 1 đến nay cũng đã cơ bản hoàn thành đủ điều kiện để tổ chức thông xe. Cầu Quang Trung góp phần tăng cường khả năng kết nối giao thông đô thị giữa quốc lộ 1A và các tuyến đường trung tâm, giảm tải lưu lượng xe qua các tuyến đường chính của thành phố, nhất là giải quyết bài toán ách tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Ngoài ra, cầu Quang Trung còn đóng góp vai trò là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư đến với thành phố Cần Thơ.